Nếu như không có nền tảng của 10 nghiệp thiện thì niệm Phật không thể giảng sanh. Vì sao biết được? Trên kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói với chúng ta: trước khi tu tịnh nghiệp phải tu tam phước trước. Tam phước là nền tảng của Phật Pháp Đại Thừa. Ví dụ như chúng ta xây nhà lầu vậy, đây là xây nền móng. Thập thiện nghiệp đạo là nền móng. Nếu như không có cái nền móng này thì không luận tu bất cứ pháp môn nào đều không thể thành tựu. Cho nên đây là nền tảng chung. Trong tịnh nghiệp tam phước, Phật nói lời kết sau cùng rất hay. Ba điều này là ba đời chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Hai câu nói này chúng ta phải cố gắng ghi nhớ. Ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả chư Phật đương nhiên tu hành thành Phật, không phải một pháp môn mà vô lượng pháp môn. Thế nhưng cho dù là một pháp môn nào đều phải lấy tam phước để làm nền tảng. Giống như xây nhà, cho dù bạn xây cao bao nhiêu, cho dù là xây hình thức nào, nền móng của bạn thì nhất định phải giống như nhau. Nền móng đóng được cứng thì kiến trúc của bạn mới kiên cố. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tôi đã giảng qua với mọi người rất nhiều lần. Ba câu phía trước là nguyện, câu sau cùng là hành. Nếu như không có hành thì ba nguyện phía trước là trống không. Bạn dùng cái gì để hiếu dưỡng cha mẹ? Dùng cái gì để phụng sự sư trưởng? Dùng cái gì để làm từ tâm bất sát? Chính là 10 nghiệp thiện. Trong nhà Phật, chúng ta thường nói kinh điển có 4 loại là giáo, lý, hành, quả. Bộ thập thiện nghiệp đạo kinh này là thuộc về hành, nghiêng nặng ở hành môn. Chúng ta phải lão thật, thành thật mà làm. Chân thật làm được rồi thì nguyện phía trước đều viên mãn. Hiếu dưỡng phụ mẫu viên mãn, phụng sự sư trưởng cũng viên mãn, từ tâm bất sát cũng được viên mãn. Đây hoàn toàn phải nhờ vào tu 10 nghiệp thiện. Như thế nào gọi là nghiệp? Dùng lời hiện tại mà nói, chính là ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Mỗi ngày làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật, bao gồm tất cả hành vi. Ngay khi đang làm thì chúng ta gọi là sự. Sau khi việc làm xong rồi, kết quả của nó thì gọi là nghiệp. Cho nên nếu bạn làm việc tốt thì gọi là thiện nghiệp, làm việc không tốt thì gọi là ác nghiệp. Nghiệp là kết quả của làm việc. Chúng ta đi học ở trường học, bài khóa gọi là tác nghiệp. Khi học xong khóa trình thì gọi là tốt nghiệp. Trường học quy định cho chúng ta tất cả khóa trình đều phải học hoàn toàn thì gọi là tốt nghiệp. Nghiệp ở chỗ nào vậy? Chúng ta không nhìn thấy, không nghe được, cũng không sờ được. Phật nói với chúng ta nghiệp ở ngay trong A Lại Gia Thức. Lời nói này người thông thường không dễ hiểu. Cái gì gọi là A Lại Gia Thức? Chúng ta dùng lời hiện tại mà nói nghiệp ở ngay trong ấn tượng của bạn. Thí dụ ngày trước bạn làm tất cả nghiệp thiện ác, hiện tại bạn vừa nghĩ lại thì có thể nhớ ra được. Vì sao bạn có thể nhớ đến sự việc của ngày hôm qua, sự việc của ngày hôm kia, sự việc của năm trước, thậm chí là sự việc của mấy mươi năm trước? Vì sao bạn có thể nhớ ra được? Nhất định là có một nơi giúp bạn lưu giữ những án kiện đó. Nơi lưu giữ những án kiện này trong nhà Phật gọi là A Lại Gia Thức.
A-lại-da là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý Trung Văn là tàng thức, kho tàng, kho dữ liệu. Từng ly từng tí gì của bạn, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, đều được cất chứa trong kho tư liệu này, không hề sót lọt. Con người chúng ta chết rồi, không mang theo được bất cứ thứ gì, nhưng nghiệp có thể mang theo. Vì sao vậy? Thứ hữu hình thì không thể mang đi, nhưng nghiệp là vô hình, nó sẽ đi theo bạn. Chúng ta nghĩ đến sự việc này thì thật là đáng sợ. Thế gian không có bất cứ thứ gì đáng được quan tâm, chỉ có việc này chân thật đáng được chúng ta quan tâm. Khi tư tưởng của chúng ta bất thiện, lời nói bất thiện, hành vi bất thiện, thì trong A-lại-da thức vĩnh viễn sẽ không mất đi. Bạn nghĩ xem thứ này có phiền phức hay không? Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta nhất định không tạo ác nghiệp. Cũng như trong bộ kinh này, Phật khai thị rất quan trọng với chúng ta. Đây là khai thị cương lĩnh. Chúng ta đem mấy câu kinh văn tiết lục ra và viết ở phía trước của quyển kinh. Đây là những câu nói quan trọng nhất của quyển kinh này. Chúng ta đoạn ác, phải đem ác đoạn được sạch sẽ. Chúng ta tu thiện, phải đem việc thiện làm được viên mãn. Đây là việc của chính mình, không liên quan với người khác. Cho dù người khác dùng bất cứ phương thức gì đối với ta, họ đối với ta tốt thì ta cảm kích họ, họ đối với ta không tốt thì quyết định không nên để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì thế nào? Thì bạn chính mình không qua được với chính mình. Cho nên ở trên kinh này, Phật dạy bảo chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp là tâm của bạn thiện, tư duy thiện pháp là tư tưởng của bạn thiện, quan sát thiện pháp là hành vi của bạn thiện. Bất dung hào phân, bất thiện xen tạp, thì cái ác của bạn mới xả được sạch trơn, cái thiện của bạn mới tu được viên mãn. Người khác đắc tội với chúng ta, hủy báng chúng ta, nhục mạ chúng ta, hãm hại chúng ta, tất cả đều là giả. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì hà tất bạn phải đem nó để vào kho chứa để làm án kiện làm gì chứ? Chúng ta phải học Phật và Pháp Thân Đại Sĩ. Kho tư liệu mở ra chỉ toàn là thiện, không có bất cứ thứ gì bất thiện nào xen lẫn trong đó. Con người này thành Phật rồi, thập thiện nghiệp đạo tu được viên mãn, chính là vô thượng Bồ Đề, chính là viên mãn Phật quả. Chúng ta thường hay xem thấy trên đỉnh hào quang của tượng Phật có ba chữ Án A Hồng. Cách vẽ trên tượng Phật đều cùng cách làm này, có khi dùng Phạn văn để viết, cũng có khi dùng Hán văn để viết, có lúc dùng Tạng văn để viết. Ba chữ này ý nghĩa là gì? Khi mới học Phật thì tôi không biết, nên thỉnh giáo với đại sư Chương Gia. Lúc đó tôi cầu bảo bút của Ngài. Ngài liền viết cho tôi ba chữ Án A Hồng bằng Tạng văn tặng cho tôi. Ba chữ này có ý nghĩa gì? Nói với ta là mười nghiệp thiện viên mãn. Án là thân thiện viên mãn, A là ngữ thiện viên mãn, Hồng là ý thiện viên mãn. Bạn xem, thập thiện nghiệp đạo là từ khi bạn mới bắt đầu học Phật cho đến khi học viên mãn thì thành Phật. So với năm giới thì thập thiện nghiệp đạo còn sâu hơn, rộng hơn. Bởi vì người khi chưa vào cửa Phật, khi vẫn chưa thọ giới, trước tiên cần tu mười thiện. Năm giới là chúng đệ tử Phật truyền thọ, mười thiện là Phật khuyến hóa đối với tất cả chúng sanh. Ý này bao rộng, bao sâu.
Đây là dạy chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, đối nhân xử thế, tiếp vật, đều phải tuân thủ cái nguyên tắc này. Trích lục từ bài giảng Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 4.